khốn nạn mà cặp kè với chồng ta bên ngoài có chưa đủ, hôm nay có dắt díu nhau về đây à? Đang nói cái gì vậy? Trước giờ tôi giả vờ như không biết để trong cái gia đình này yên ổn, nhưng mà tôi lầm rồi. Tôi càng nhẫn nhịn các người càng lần tới. Mày hiểu lầm ta cái gì rồi đúng không Nguyệt? Ủa sao gì xấu vậy? Như thế này mà là hiểu lầm sao? Về có chứng kiến các người cảnh mèo mả gà đồng chứ? Cái gì mà mèo mả gà đồng? Tôi nói các người mèo mả gà đồng, đến cả bạn thân của bọn mình anh còn dám hốt, anh còn dám vào cái nỗi gì? Thôi đi, em quá em rồi đó. Em nhìn đi, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai đứa mình. Bình thường anh quá bận rộn, không có biết em thích cái gì, nên là anh mới nhờ Hạnh giúp đỡ làm cho em bất ngờ. Vậy mà nãy giờ. Thôi, có lẽ Tân không nên ở đây đâu, chắc ta đi trước. Ừ đã Hạnh, ta xin lỗi, do tao đang nghi quá. Thôi, mày ở lại chung vui với vợ chồng tao nhá. Em xin lỗi chồng, em thích lầm anh rồi.